Dạ, con xin kính chào tất cả quý cô chú. Ngày mới thì cũng chúc quý cô chú luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn hết quý cô chú. Thì hôm nay con mời quý cô chú mình cùng ghé lại nhà vườn bonsai Hoàng Nam nữa quý cô chú ơi, để tiếp tục giao lưu đến quý cô chú một cái lô cây mới mà anh Tâm chủ vườn mới lấy về để phục vụ cho quý cô chú. Rất mong được sự yêu mến và ủng hộ của tất cả quý cô chú. Thì hôm nay đa số là cây mới thôi, nhiều cây cũng rất là đẹp quý cô chú, già đẹp. Thì để chi tiết hơn thì con mời quý cô chú cùng mình cùng gặp anh Tâm ha. Dạ em chào anh Tâm ơi. Dạ mến chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay em có về một số cây mới ha, để giao lưu với cô chú anh chị, gồm có nguyệt quế, linh sam, khế, me ha, mai chiêu thủy cũng đa dạng nha cô chú anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em là ở phường Thế Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0931028296, đó cũng là số Zalo của em. Nếu có gì không rõ thì cô chú anh chị liên hệ số đó để em cung cấp thêm hình ảnh ha. Dạ rồi. Đây là cây mã đầu tiên của em là cây 1G, là cây nguyệt quế lá sắn qua chùm nha cô chú anh chị. Cây này là phơm tàn ẩm mạnh trơn này. Này em cũng đi 2-3 nước dây rồi, phơm thì tròn vo, cốt cành thì rất là to cô chú anh chị ơi. Dạ. Dày đặc luôn cô chú. Dạ, dày đặc rồi. Cây không bị thẹo dít gì hết ha. Rồi em xin phép đo thông số ạ. Khá là to. Chiều cao là 65. Dạ. Tổng tán ngang, tán dài là 80. Tán ngang là 60. Dạ. Hoành thân em đo cho cổ này 29 tính 28 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này nó có cái củ đế đây để em hạo hạo ha. Rồi em hạo tổng cái hoành cũ vị trí này là được 44 nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này đế nó cũng trải đều ha. Cây này già lắm rồi cô chú anh chị ơi. Đó, cây này nó có cái củ này củ đặc ha. Phơm tàn thì ẩm mịn này, cốt cành thì to bằng ngón tay út em hết ha. Cây này nó cũng ăn dây hết rồi cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Một cây rồi cây mã 1G này, cây nguyệt quế lá sắn qua chùm này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Em bao ship toàn quốc ha. Em bó bầu gì cho đi nha cô chú anh chị. Cái bầu này là cái bầu đất ghim ha. Cái bầu này nặng khoảng 30 mấy ký, gần 40 ký nha cô chú anh chị. Tiền ship cũng khá nhiều ha. Dạ. Rồi 1.600.000 cho mã 1G này em bao ship ha. Đây rồi em xin phép xuống cây. Dạ rồi tiếp tục luôn. Rồi mã số 2G cũng là cây nguyệt quế lá sắn qua chùm luôn. Cây này cũng rất là già cây rồi ha. Cây láng ở trên này. Này thì nó có dáng siêu siêu của chú. Dạ dáng cây siêu. Nhìn ở ngoài rất là già luôn. Phơm tàn này ấm mạnh hết trơn này. Dạ. Rồi em xin phép đo thông số. Chiều cao là 62. Tổng tán dài là 69. Tán ngang là 65. Dạ, rồi vô hoành thân luôn. Hoành thân em đo vị trí này được 27 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này nó cũng có cái đế chảy đều đều ha. Đó. Cây này cốt cành thì cũng to rồi, ăn dây hết rồi cô chú anh chị ơi. Phơm tàn để ấm mạnh, cây này không có bị thẹo dít, không bị cháy tuột gì hết ha. Rồi cây nguyệt quế lá sắn qua chùm mã 2G này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000. Em bao ship toàn quốc ha, em bó bầu cho đi ha. Cái bầu này là bầu đất nha cô chú anh chị, khá nặng nha. Đó. Dạ. Em ship gì nè, em bó lại cho đi. Chậu này chậu xi măng em không ship chậu ha. Cái này vô thùng cũng to anh ha. Dạ, cái này chắc đóng kiện quá, cái vô thùng không vừa rồi. Rồi cây 2G này là em bao ship là 1.400.000. Dạ rồi. Toàn quốc ha. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Mình ủng hộ cho nhà vườn hết cô chú, cũng như là đăng ký kênh ủng hộ kênh của cô chú ơi. Đây, đây là cây 3G, cũng là cây nguyệt quế lá sắn qua chùm ha. Cái clip này thì em được 3 cây, cây già cho nghe cô chú anh chị. Già thì khỏi nói anh ha. Dạ. Cây thì độ già thì mình khỏi nói. Dạ, phơm tàn thì ấm hết rồi. Mấy cái này nó cũng hơi gần hết phân hết rồi. Dạ. Về mình vô phân mới. Chiều cao là 57. Tổng tán dài là 77. Tán ngang là 64. Dạ. Hoành thân em đo vị trí này được 24 tính 23 ha. Em đo hảo xích dưới đây ha. Em đo hảo xích dưới đây được 33 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Đây cây này có đế nở ha. Cây nó khá già cây rồi cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì không có bị thẹo dít gì hết luôn. Cây liền lạc. Hơn tàn thì ấm mịn. Rồi cây 3G nguyệt quế lá sắn qua chùm này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000. Cái bầu đất này tầm khoảng gần 40 ký nha cô chú anh chị. Dạ. Cây thần chậu, em rút chậu ra em bó bầu đó.
phần chậu nuôi lâu anh ha. Dạ, dây nó siết hết trơn của cô chú. Siết dây hết rồi ha. Dây siết. Mình có thể tháo về, mình tháo dây ra được. Dạ, đó, dây siết rồi ha. Cốt thì bằng ngón tay chỏ các em ha. Dạ rồi. Dạ rồi. 1,4 triệu anh ha. Dạ 1,4 triệu. Dạ rồi, tiếp tục giúp rồi, em luôn. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Rồi, mình có 3 cây nguyệt quế thôi ha. Dạ. Tới dòng khác ha cô chú. Dạ. Rồi, cây mã 4G nè. 4G này là cây linh sam ghép trắng phớt hồng nha cô chú anh chị. Cây này em ghép 3-4 mùa, cái cốt của bằng ngón tay út của em hết rồi ha. Dạ. Đây cốt ghép nè. Đó, cây nó già đen xù xì hết rồi. Trực tàng đa anh ha. Dạ. Đó, màu trắng đây. Dạ, trực tàng đa quý cô chú. Rất là lực nha quý cô chú. Dạ. Cây này lùng lực. Rồi em xin phép đo thông số. Chiều cao là 32. Tổng tán dài là 48. Đế đẹp luôn. Tán ngang là 29. Em đo hoành thân vị trí này 28, em tính 27 nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cốt ghép rất là lớn nè, phơm tàn để ấm mạnh hết trơn ha. Đây. Đó, dàn xương nha cô chú anh chị. Dạ. Cốt ghép khá là to rồi, 3 nước dây 3-4-5 rồi. Rồi, cây linh sam mã 4G này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 900.000, em bao ship toàn quốc ha. Dạ. Cây này về cái mình ép vô cái chậu ha, mình để bàn chơi cũng đẹp nha cô chú anh chị. Chậu đẹp luôn anh ha. Dạ, chậu đẹp luôn. Lực lắm nha cô chú. Cây này già, cây dưới lắm già rồi. Rồi, 900 anh ha. Dạ, 900. Trắng phớt hồng. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Rồi, mã 5G, một cây linh sam đau điểm, cây dáng sữa thân nha cô chú anh chị. Dạ. Cốt cành thì khá to rồi. Đau điểm, phơm tàn thì cũng tơ ấm à. Đó, mà đau điểm đặc biệt bông nó đậm nó đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Dạ. Chiều cao là 44. Tổng tán ngang là 56. Tán dài 56. Cái da nó nè cô chú nhìn. Hoành thân em đo vị trí này được 22 ha. Cây này là sữa thân ha, sắn như dán lông nha cô chú anh chị. Dạ. Cốt cành thì to bằng ngón út của em ha. Ăn dây mấy nước này em nhả em vô lại. Rồi, cây linh sam đau điểm mã 5G này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 800.000. Em cũng bao ship toàn quốc ha. Cây này già cây lắm rồi nha cô chú anh chị. Hoa của đau điểm là hoa đậm đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Nó tím như tím than vậy. Dạ, tím than gì đó. Nó tím đậm á cô chú. Dạ, mà lại ít gai nữa. Dạ. Rồi, em xin phép xuống cây luôn. Rồi, mã 6G cũng là một cây linh sam đau điểm luôn. Dạ. Cây này cũng khá là dài cây à, phơm tàn thì cũng ấm hết trơn ha. Em thấy đế đẹp anh ha. Dạ. Đế đẹp luôn. Đó, cây nhìn rất là lực. Chiều cao là 43. Tổng tán ngang là 56. Hoành thân em đo vị trí này 22, em tính 21 nha cô chú anh chị. Cây này đế nở ha. Cây dáng sữa thân ha, cây có cây nhánh tử ở đây rất là đẹp. Dạ. Rồi, cây linh sam đau điểm mã 6G này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 750.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 750 thôi. Dạ, 750 em bao ship. Rồi em xin phép xuống cây ha. Ủa, cây này rồi. Nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Mã 7G cũng là một cây linh sam đau điểm luôn. Cây này cũng quái cây ha. Dạ. Sữa thân. Cây này đẹp lắm. Chiều cao là 34. Tổng tán dài là 50. Chỉ cần nó lớn hết ha, đều. Dạ. Hoành thân em đo vị trí này gần 15 tính 14 ha. Em đo tổng cái hoành đế, hoành bể ở đây ha. Em đo tổng hoành gì là 29 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này nó có cây tử nhìn đẹp lắm ha. Cây sữa thân dáng lắc rất là quái. Rồi, cây linh sam đau điểm mã 7G này em xin giao lưu cô chú anh chị là 800.000. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tiếp này thì em được 2-3 cây ha. Dạ, cô 800. Chú anh chị ủng hộ em ha, cây này em cũng mới về. Dạ, dạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Rồi, mình tới mã, khế anh ha. Mã 8G là khế chua ghép khế nhật siêu trái ha cô chú anh chị. Cây này thì ghép 3 bo, khế này hổng gà em giao lưu cũng khá mạnh nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Phơm tàn thì ấm mạnh hết rồi, cây này nó quái. Còn là dáng thú không quý dạ. Chú, nhưng mà nó có treo trái, nhìn đẹp lắm. Chiều cao là 33. Tổng tán dài được 44. Hoành thang em đo chỗ đây được 23, em tính 22 ha. Để em đo hạo cái hoành cũ dưới đây ha. Em đo tổng cái hoành cũ như được 46 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. À, giống như dáng một con thú nằm ha, ba bo ghép, phơm tàn thì ấm mạnh hết rồi. Rồi, cây khế chua ghép cái nhịp siêu trái mã 8G này em xin giao lưu cô chú anh chị là 750.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Dạ. 750 thôi. Dạ, 750. Rồi, em xin phép xuống cây luôn. Này về không bao lâu là cho trái luôn. Dạ.
Em xin nhắc lại số điện thoại của em ha, là 0931028296, đó cũng là số Zalo của em nghe của chú anh chị. Dạ. Rồi mã 9 giờ cũng là cái chui ghép cái nhịp siêu trái luôn. Cái này là cái gián quái dữ luôn nghe của chú anh chị. Cũng ghép ba bo luôn. Có cộng rễ dắt lên thân luôn anh ha. Dạ. Chạy dài trên thân luôn. Mà nó sẽ ép sát luôn nha quý vị. Chiều cao là 35. Dạ đây. Tổng tán dài là 39. Hoành thang em đo cho đây được 25, em tính 24 ha. Để em đo cái chiều dài của cái như con thú này nằm ha. Tổng chiều dài như tới đây là được 26 nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Cây này nó rất là quái. Cây này thì ba bo ghép. Đó, cộng rễ nằm trên thân luôn ha. Dạ. Yeah. Mấy yeah. cái này thì mặt cắt bình thường mà nó kéo hết trơn ha cô chú anh chị, không có một lì trên ha, bình thường ha. Dạ, yeah, nó kéo bít hết rồi anh. Dạ. Rồi cây khế chua ghép cái nhật siêu trái mã 9 giờ này em xin giao lưu cô chú anh chị là 800.000, em cũng bao ship toàn quốc ha. Em rút chậu bó bầu cho đi nha cô chú anh chị. Dạ, 800.000 thay chậu đẹp là mình cho chơi trái của cô chú rồi. Dạ. Cái này quá lắm. Tất cả chậu xi măng là em đều rút chậu hết nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Rồi mã 10 giờ cũng là khế chua ghép khế nhật siêu trái luôn. Cây này nó quá nguyên một củ nạc dưới đây luôn ha cô chú anh chị. Đó, cây này, mặt này nó bỏ giò giống như một con thú vậy đó. Dạ. Cái này thì cũng ba bo ghép nha. Rồi, rồi em xin phép đo thông số luôn. Chiều cao là 37. Tổng tán dài là 44. Hoành thang em đo chỗ đây được 22 nha cô chú anh chị. Em đo tổng hoành gì là được 40 ha. Cây dạ. nó còn ở dưới đây nữa ha cô chú anh chị. Đó, cây này rất là đẹp ha. Cũng ba bo ghép luôn. Rồi, cây khế chua ghép cái nhật siêu trái mã 10G này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 800.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Khế thì nó có hoa màu đỏ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất là dễ cho trái. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Dạ, chơi hoa chơi trái luôn ha dạ. cô chú. Rồi, mã 11 giờ này cũng là khế chua ghép cái nhật siêu trái luôn. Cái dạ. này thì cũng ba bo ghép luôn. Cây này nó cũng quái cây nữa nè, thằng cũ đặc luôn. Cây này con chỉ quý chú xem là nó ra độc non là bắt đầu nó ra bông vậy nè quý chú nè. Đều hết trơn nè. Dạ. Chiều cao là 39. Tổng tán dài được 50. Hoành thang em đo chỗ đây được 20 ha. Để em đo cho cái cụ cái cục nạc này coi. Em đo chỗ cục nạc thì được 30 ha. Cây dạ. này nó quái, nó có một cái cục đặc ở đây nè. Dạ rồi. À, đấy cũng trải đều ra ha. Trải dài ra. Rồi, cây 11 giờ khế chua ghép khế nhật siêu trái này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 800.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Này có cái đuôi giống như nạn tiên cá vậy anh. Dạ, nằm dài. Nằm dài vậy đó. Cây này thì cũng ba bo ghép luôn, cây này đang cho hoa ha. Dạ. Đây, đang lên hoa. Phúng nhiều lắm cô chú ha. Dạ. Nó phúng li ti ra nhiều lắm anh ạ. Giờ tới chỗ của mình nữa khi 11 giờ này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 800.000 luôn. Em dạ. bao ship toàn quốc ha, em cũng bó bầu cho đi. Rồi em xuống cây luôn. Dạ, tiếp tục luôn. Rồi, mã 12 giờ là cây cần thăng nha cô chú anh chị. Tới cần thăng. Dạ. Cây này nó rất là già ha, cây quái. Rồi, cây này để phối tiểu cảnh ha anh ha. Cũng ấm rồi. Dạ. Em đo chiều cao hào hào ngang gì là được 27 nha cô chú anh chị. Cái tán ngang được 30. Cây này nó nhỏ mà được nó già cô chú anh chị ơi. Liên lạc anh ha. Dạ. Liên lạc. Hoành thang anh đo cho đây được 10 ha. Cây này nó có một cái củ đế nè. Có cái đế chảy xương xương đây em hào hào đi. Hào hào gì được 50 đi cô chú anh chị ơi ha. Đó, về mình chơi tiểu cảnh nha cô chú anh chị. Cây này cũng 2-3 nước dây rồi. Tại phơm tàn nó không có cho lớn nữa, nó cứ vừa vậy thôi. Dạ. Rồi cây cần thăng mã 12G này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 500.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Về dạ. mình chơi tiểu cảnh hay mình vô cái chậu quạt gì đó mình chơi mình để bàn cũng được. 500 thôi anh hả? Dạ 500. 500 này mình vô cái thùng mình ship. Cái thùng dạ. này khá to quá chú. Dạ. Đó. Mà về, chỉ 500 thôi. Về vì mình chơi để bàn cũng được cô chú anh chị. Cây rất liên lạc với cô chú. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Dạ rồi. Rồi mã 13G. Cây này là cũng là cây gần thăng luôn. Cây này quái hơn cây nãy nữa, to dạ. hơn ha. Cây này nó già lên da cớm hết trơn nè. Những nó dương gam nữa, còn có cái co nữa. Dạ. Cái co quạt xuống cái nè. Chiều cao là 38. Tán dài đổ xuống về được 36 ha. Dạ. Hoành thang em đo chỗ đây được 9 ha. Nó có cái củ dưới đây. Cái này cũng khó đo quá, em hạo gì đi. Em hạo gì được 49 nha cô chú anh chị. Nó có một cái củ đặc ở đây ha. Cây nó rất là già co lắc ha. Dạ rồi. Phơm tàn thì cũng ấm hết trơn rồi. Rồi cây cần thăng mã 13G này em xin giao lưu cô chú anh chị là 550.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Cái này đóng vô cái thùng cũng hơi to nha cô chú anh chị. Dạ.
Cái này về chơi tiểu cảnh được cô chú anh chị ơi. Cây này chơi có nhiều cảnh. Cách phối lắm nha. Dạ đúng rồi. Nhiều cách chơi lắm. Phối tiểu cảnh dưới đây được nè. Dạ. Đây rồi em xin phép xuống cây luôn. Mấy trăm anh? 550 ngàn. 550 ha. Dạ 550. Tới mai chiếu thủy rồi chú ơi. Mã 14G là mai chiếu thủy chung nu nha cô chú anh chị. Dạ. Cây một cốt ha. Cây nuôi tai. Hôm dạ. Tàn thì ấm hết trơn này đang lên qua gỗ ha. Rồi. Về mình ép chậu để bàn chơi vẫn được đó. Một cốt tay thì cũng định hình khá dạ. Ổn rồi cô chú ha. Chiều cao là 39. Đặc biệt dòng này cho xuyên hoa lắm. Tổng tán dài là 38. Mình tham đo chỗ đây được 10 gần 18 tính 17 thôi nghe cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cái mai chiếu thủy chung nu mã 14G này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị. Cây này nó có nu điệu dần ha. Dạ 500 ngàn thôi. Dạ cây liền lạc. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Rồi, nhiều cây thì mình sẽ có giảm bớt nữa anh ha. Dạ, có giá giảm. Mua một cặp thì em giảm. Dạ. Rồi cây 15G này cũng là cây mai chiếu thủy chung nu luôn. Clip này thì em được 4 cây ha. Cô chú anh chị mua một cặp thì em giảm nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo thông số. Dạ. Chiều cao là 38. Tổng tán ngang là 45. Hoa nó nhìn rất là dễ thương ha cô chú. Dạ. Li ti nhưng mà hoành thang đo chỗ đây gần 18 nên tính 17 ha. Dạ. Nó lên nu rồi ha. Rồi. Đó. Nu tai cũng ấm tàn hết rồi. Rồi cái mai chiếu thủy chung nu mã 15G này em xin giao lưu cô chú anh chị là 550 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị mua một cặp thì em giảm ha. Rồi em xin phép xuống cây à. Dạ tiếp tục luôn. Đây mã 16G cũng là cái mai chiếu thủy chung nu luôn. Dạ. Cái này về mình mua một cặp về mình ép chậu mình để bàn hay để trước cửa chơi cũng được cô chú anh chị à. Chơi cái, hàng mini. Cái form này thì nó lỡ hơn là như mấy lần trước anh ha. Mấy dạ. Lần trước là cây lùng lực anh ha. Dạ cây trước lùng lực luôn. Còn cây này thì nó lớn hơn nha dạ. Cô chú. Lớn hơn. Chiều cao là 35. À. Tổng tán ngang là 47. Đủ các kiểu cho mình lựa chọn luôn ha cô chú. Dạ. Hoành thân là 17 em tính 16 theo cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái mai chiếu thủy chung nu mã 16G này em xin giao lưu cô chú anh chị là 500 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. 500 cây... thôi cô chú. Dạ 500, cây này thì phơm tàn, tay cành cũng ấm mạnh hết rồi. Nếu mà lấy hai cây thì anh Tâm bớt chút đỉnh cho mình luôn. Dạ. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Ủng hộ cho anh ha. Rồi mã 17G cũng là mai chiếu thủy chung nu luôn. Dạ. Cây chiếu thủy thì rất dễ cho qua nha cô chú anh chị. Cây này nó lên cái nó tàn cái này cái mình cuôn nó vô cái là nó lên là đọt cái nó lên hoa. Dạ. Rồi. Thơm lắm cô chú. Dạ. Dòng này. Chiều cao là 37. Tổng tán ngang là 45. Hoành thân gần 18 em cũng tính 17 luôn nghe cô chú anh chị. Dạ, rồi. Rồi, cho mai chiếu thủy chung nu mã 17G nè, em xin giao lưu cô chú anh chị là 550 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ, 550 thôi cô chú. Dạ, 550. Rồi, em xin phép xuống cây luôn. Rồi. Rễ là nó xuống tới đáy bầu á. Rồi mã 18G một cây me chua nha cô chú anh chị. Cây này phơm tàn ấm hết trơn rồi. Rồi. Cây này nó có củ quái lắm. Đó, cây này được cái củ. Dạ. Chiều cao là 25. Tổng tán ngang là 37. Hoành thang em đo chỗ đây gần 13 em tính 12 ha. Tại vì có nhiều khi nó dướng dây nhôm. Dạ rồi. Cây này nó có cái củ ha. Để em đo cái củ cho cô chú anh chị xem ha. Không biết à. Là hình dung con gì luôn cô chú ơi. Nó rất là quái. Quái. Tự tự như con ốc vậy anh ha. Dạ. Ốc bò đang bò. Em hạo tổng hoành gì ha. Là được 44 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Về mình khai thác thêm ha. Ở đây nó chắc ở dưới đây nó cũng còn củ đế nữa nè. Rồi mình khai thác cái vàng chi cành này thì mình có thể tùy chỉnh lại dạ, theo ý mình nha. Vậy mình đầy đủ mình lượt lại cô chú anh chị nào thích theo kiểu nào về mình nuôi mình phân chia ra lại. Dạ. Rồi cây me chua mã 18G này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 650 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc ha. Em bó bầu cho đi nha. Chậu này chậu xi măng em không có ship được. Dạ rồi. Dạ rồi tiếp em cũng xin phép xuống cây luôn. Ồ, cây này còn độc đáo nữa. Rồi mã 19G cũng là một cây me chua luôn. Cây này cũng khá quái. Dạ. Phơm tàn thì cũng ấm mạnh cho này. Rồi nó giống như con lạc đà hay là dạ. Con gì đi trên sa mạc chứ cô chú. Chiều cao là 31. Giống như con lượn lạc đà vậy.
Tổng tán dài là 40. Có cái ức nè, có cái lưng luôn. Dạ. Hoành thang em đo chỗ đây là 14, em tính 13 thôi. Tại vì sợ nó dướng dây nhôm, em chịu hao nghe cô chú anh chị. Dạ. Để em đo tổng cái hoành cũ gì đi. Em đo tổng gì là được 35 ha. Cô chú anh chị nhìn giùm em ha. Này nó có giống như cái đuôi nè. Rồi, có chân cẳng rồi luôn anh ha. Dạ. Quái lắm. Quái. Dạ, nó buông cái rễ này xuống như cái chân vậy đó. Rồi, cây me chua mã 19 giờ này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 650 ngàn. Em cũng bao ship toàn quắc luôn ha. Em cũng bó bầu cho đi nghe cô chú anh chị. Dạ. Cây em thường chậu hết, cô chú anh chị cứ yên tâm. Em bao sống một tháng ha, có gì cứ liên hệ với em. Rồi, em xin phép xuống cây luôn. Dạ, tiếp tục luôn. Rồi, mã 20 giờ, một cây đề trắng nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này một thân mà lên ba chi giống như Phước Lộc Thọ đó cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây này nó có cốt cành sẵn rồi, nó ra cốt em cắt lại ha. Cây này là cây thuần chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Dạ. Hàng khai thác. Mấy cái dách này là lũa tự nhiên ở ngoài khai thác của nó ha. Chiều cao là 40. Một bệ mà ba thân luôn. Dạ. Tán ngang là 35. Nhỏ nhỏ chơi bonsai dễ. Dạ. Bàn. Em đo tổng hoành gì là được 44 ha. Để em đo một cái thằng đại diện của nó. Đó, mặt sau ha. Một cái thân đại diện của nó là được 15 nha cô chú anh chị. Dạ. À, cây lâm dồ mã 20G này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 500 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc ha. Ở trong miền Nam em gọi là cây lâm vồ, còn ngoài miền Bắc gọi là cây đề trắng nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Cùng họ với cây bồ đề. Bồ đề anh ha. Dạ. Rồi mã 21G này cũng là cây đề trắng luôn ha. Rồi. Mấy cây này của em là hàng khai thác tự nhiên, nó sằng sùi nha cô chú anh chị. Nhưng mà cây vẫn sống khỏe bình thường ha. Nó ra chi gái em vô dây em cắt giật lại nè. Em cắt về nó có cốt cành sẵn nè. Cây vẫn sống khỏe. Hàng khai thác thì cô chú anh chị cũng biết rồi ha. Về mình dọn sơ sơ lại cho nó đẹp lại ha. Trong đây thì cái dách lỗ nó là nó xam cứng ha. Ở ngoài thiên nhiên nha. Năm tháng đó. Nó giống như cái hòn, cái non vậy đó anh ha. Dạ. Chiều cao là 40. Dách núi vậy đó cô chú. Dạ. Em đo tổng như là được 40 nha cô chú anh chị. Mình nhìn xa xa như một cái núi thu nhỏ. Cái này là hàng khai thác cho nên là thương tích đầy mình. Tạo cho cây nó có những cái điểm nhấn anh. Dạ. Rồi. Cây đề trắng mã 21G này em xin giao lưu cô chú anh chị 500 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. 500 thôi quý cô chú. Dạ 500. Về mình ép cây, đá rồi nọ. Mã 21G này cũng là cây cuối clip của nhà vườn Hoàng Nam ha. Dạ. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong thời gian sắp tới. Em xin phép xin chào ạ. Dạ rồi, em cũng chào anh luôn. Con cũng kính chào quý chú xem. Ủng hộ cho nhà vườn hết quý chú cũng như đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Nhấn chuông thông báo để cập nhật những clip nhanh nhất, mới nhất. Con chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú.